Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân nói tịnh giới ba la mật đa vô sở đắc như thế nào mà gọi là nói tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này: Thiện nam tử, người nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Tự tánh của sắc ấy tức chẳng phải là tự tánh của thọ tưởng hành thức ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này: Thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tỷ thể thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tỷ thể thân ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tỷ thể thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh.
nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thể thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thể thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Tự tánh của nhãn xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ.
Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Tự tánh của sắc xứ ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có sắc xứ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu người có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được.
sắc giới cho đến các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được.
Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái lạc và khổ kia, nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh, thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được,
thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng có thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tiếp xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc thượng hoặc vô thượng, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thượng hoặc vô thượng. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa.
Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế, là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa.
Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này,
ý giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu tịnh giới ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là tịnh giới ba la mật đa. Đối với tịnh giới ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu tịnh giới như thế là tu tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết tịnh giới ba la mật đa một cách chân chánh. Hết quyển thứ 159.